Thưa quý vị, liên quan đến những vụ cháy quán karaoke liên tiếp trong thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã có quá trình kiểm tra và phát hiện các cơ sở kinh doanh karaoke không đạt yêu cầu về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình hoạt động tại địa bàn lên tới 58%. Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội có gần 1.400 cơ sở kinh doanh karaoke. Trong số 58% cơ sở này, có 425 cơ sở có khả năng khắc phục nhưng chưa thực hiện, nên đã bị xử lý vi phạm tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động. Toàn thành phố hiện có 326 cơ sở không đạt yêu cầu về công tác phòng cháy chữa cháy nhưng không có khả năng khắc phục. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã ra quyết định đình chỉ 100% các cơ sở này và bị công khai tên, địa chỉ để người dân cùng giám sát. Thực tế kiểm tra cho thấy nhiều cơ sở chưa bảo dưỡng trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy thường xuyên, nhân viên mới tuyển dụng làm việc chưa được huấn luyện về công tác phòng cháy chữa cháy một số cơ sở có diện tích phòng hát bé hơn so với quy định số phòng hát và lối thoát nạn thứ hai vi phạm trật tự xây dựng nhân viên chưa biết cách sử dụng bình chữa cháy sẵn có tại cơ sở công an thành phố hà nội yêu cầu các cơ sở karaoke duy trì các biện pháp ngăn cháy lan bố trí lối ra thoát nạn lối ra khẩn cấp có đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy nhân viên được thực tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ đảm bảo toàn bộ về phòng cháy chữa cháy trong thi công cải tạo sửa chữa hàn cắt kim loại đồng thời khuyến cáo mọi người dân tự tìm hiểu và trang bị cho mình những kỹ năng cơ bản về xử lý thoát nạn tìm trước lối thoát trong các tình huống